Đoàn công tác Ủy ban Xã hội của Quốc hội do ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về việc làm tại Đồng Nai từ năm 2015 đến nay vào chiều qua. Buổi khảo sát nhằm ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực lao động, việc làm để có những đóng góp kiến nghị kịp thời vào luật việc làm sửa đổi. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho thấy, trước đại dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đồng Nai có nhiều thuận lợi. Nhu cầu về lao động luôn tăng, người lao động có nhiều lựa chọn để thay đổi công việc, cung cầu lao động ổn định. Trong 2 năm 2020 và 2021, do tác động của dịch bệnh nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động cục bộ do ảnh hưởng từ làn sóng dịch chuyển lao động về quê. Từ đầu năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhiều doanh nghiệp lớn phải thu hẹp quy mô sản xuất dẫn đến giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cho nghỉ việc, số lượng lớn kéo theo nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh, người lao động khó khăn tìm kiếm việc làm mới, người thất nghiệp gia tăng. Đến nay, tình hình hoạt động tại một số doanh nghiệp đã có dấu hiệu tích cực do có đơn hàng trở lại nên cần tuyển dụng lao động mới. Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã trao đổi, đóng góp nhiều nội dung liên quan đến tình hình lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội tại Đồng Nai. Sự kết nối liền mạch trong cái đào tạo nghề với giải quyết việc làm, cái này là chúng ta đang rất là lây hoay. Vậy thì bây giờ với thực trạng thị trường lao động hiện nay và xu hướng trong thời gian tới, thì cái việc từ cái vấn đề mà tôi đang nói, cái kết nối nè, rồi trong cái định hướng đào tạo nghề, rồi cái việc mà giải quyết nghề, công việc giữa đào tạo nghề với giải quyết công việc, nó là thực trạng nó như thế nào. Để từ cái một trong các cái địa phương là có thế mạnh về công nghiệp như của tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh trong khu vực phía Nam, chúng ta sẽ có những cái đề xuất kiến nghị trong xây dựng luật cũng như là các cái nghị định thông tư có liên quan. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, hiện nay các doanh nghiệp ở Đồng Nai chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông, không cần chứng chỉ nghề, do đó tỷ lệ lao động học nghề của Đồng Nai vẫn đang thấp hơn so với cả nước. Đồng Nai đang rất là khó khăn trong cái chuyện mà nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ. Vì một lý do là ở Đồng Nai, khi mà đăng ký tuyển dụng lên các sàn giao dịch, họ không cần lao động có tay nghề, từ sơ cấp trở lên là không cần, chỉ lấy mỗi lao động phổ thông thôi, chiếm khoảng 85%. Như thế thì không thể khuyến khích với người lao động đi học được. Thứ hai nữa, bây giờ bỏ luôn cả cái mà nếu có chứng chỉ nghề thì lương nó cao hơn 7 hoặc 5 đến 7% thì bây giờ bỏ luôn. Thế thì người lao động cũng không có cái động lực mà để anh đi học nghề. Chia sẻ về lý do công tác giới thiệu việc làm của tỉnh đạt thấp, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho rằng hiện nay tại Đồng Nai, người lao động dễ kiếm được các công việc tự do khác nên không mặn mà đi tìm công việc mới sau khi thất nghiệp. Thực tế ở Đồng Nai mà qua cái mùa Covid thì mới đánh giá được là cái lao động tự do rất nhiều cái việc làm tự do không cần đóng bảo hiểm vẫn tìm được việc. Qua cái hỗ trợ Covid, hỗ trợ cho 900.000 lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, nó còn nhiều hơn gấp nhiều lần cái người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Cái người lao động tự do mà từ cái ngân sách của tỉnh ra là 900.000 người là có trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia bảo hiểm, thì mình có vẫn hỗ trợ cái này, xây dựng riêng cái chính sách của tỉnh vẫn hỗ trợ giống như cái ông tham gia bảo hiểm, thì như thế mới thấy rằng cái hai cái đối tượng này là tương đương nhau, và khi họ nghỉ chỗ này thì họ sẽ tìm được việc chỗ khác. Kết luận buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong đã đánh giá cao công tác nhận diện thị trường lao động, nắm rõ số lượng lao động nhập cư, lao động tại chỗ và tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại Đồng Nai. Tuy nhiên, cần đánh giá thêm hiệu quả cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người lao động. Đối với các kiến nghị của Đồng Nai, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tham mưu đề xuất với Bộ Lao động để sửa đổi luật việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.